Dạ xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước. Thì hôm nay em mới về một cái lô máy bơm oxy hồ cá, hàng nội địa Nhật cho anh em mình sử dụng luôn nha anh em. Đó thì những anh em mà mình nuôi cá koi nè, đó mình nuôi cá cảnh, cá koi hoặc mình bán thủy hải sản á, đó thì mình cần một cái máy bơm oxy. Đó cái máy công suất lớn thì mình chọn cái con này, nó rất là hợp lý luôn nha anh em. Đó thì em sẽ giới thiệu sơ qua chi tiết về cái máy này cho anh em mình nắm luôn. Đó thì đây là cái máy Mitsubishi nha anh em. Đây là cái máy Mitsubishi Made in Japan luôn. Đó cái này là nhập trực tiếp từ bên Nhật về nha anh em. Đó em nhập một cái lô giá rất là tốt cho anh em mình sử dụng luôn. Đó thì cái con này á thì nó là nó sử dụng điện điện zin của nó là điện 100V, tức là điện 110 của mình á. Đó mình sử dụng điện 110. Nhưng mà ở đây em có lên điện 220 cho anh em mình luôn. Nếu những anh em nào mà mình muốn zin thì mình lấy cái con sử dụng điện 110, nó về mình mua cái cục chuyển điện mình gắn vô mình xài. Còn những anh em nào mà nhà mình sử dụng điện 220 quen rồi á thì mình có thể mình mua cái con em đã lên cái nguồn điện 220 sẵn cho anh em mình luôn. Đó thì anh em mình chỉ cần về cặm vô điện 220 là xài thôi. Đó thì cái máy này là nó mới 100% full hợp như vậy cho anh em mình luôn. Nó có một cái vỏ đựng ở ngoài nữa. Đó cái này mình ập vô cho nó đừng có văng nước này nọ đó, nó đừng có xét đó. Đó thì nó mới 100% chưa qua sử dụng nha anh em. Cái này là em nhập trực tiếp bên Nhật về luôn. Đó cái này là máy của Mitsubishi nha anh em. Rồi bây giờ em sẽ test sơ qua cho anh em mình coi cái khả năng mà bơm oxy của nó trong nước như thế nào cho anh em mình coi luôn. Dạ rồi ở đây thì bây giờ em chuẩn bị em test cái khả năng mà bơm oxy của cái máy bơm oxy này cho anh em mình xem thử luôn. Thì hiện tại cái máy này nó là điện zin của nó là điện 110V, thì em sẽ cặm vô cái cục chuyển điện 110 em sử dụng. Đó thì hiện tại nè, em sẽ cặm điện vô với lại cái thứ nhất là cái thứ hai là cái ống này. Đó em sẽ nói cái ống này là nó là cái ống hơi thôi. Nó mình nói mình bỏ vô nước rồi bây giờ em cặm điện thử cho anh em mình coi. Rồi bỏ vô đi. Rồi ở đây em cặm điện vô thôi. Đó nó máy chạy rất là êm nha anh em. Nè cặm điện thử cho anh em mình coi. Đó nó bơm rất là êm, rất là mạnh. Thường những anh em mà mình nuôi, mình buôn bán kinh doanh hải sản đó, đó thì mình cần một cái máy bền bỉ á, thì mình lựa chọn những cái máy này. Đó nó có thể là nó chia ra những ống nhỏ được rất là nhiều ống luôn nha anh em. Ở đây thì em sử dụng ống lớn. Đó ở đây thì em sử dụng cái ống 12 ha. Ống này 10 à. Ống này ống 10. Đó thì bây giờ á, ở đây em sử dụng ống 10, em test thử cho anh em mình coi thôi. Còn nếu như anh em mình khi mà mình về mình sử dụng á thì mình chia nhỏ ra theo cái nhu cầu của mình thôi. Đó anh em thấy không? Nè, cái lực nước này rất là mạnh luôn nè. Đó. Còn máy thì chạy cực kỳ êm. Rất là êm luôn nha anh em. Đó, máy chạy rất là êm luôn. Đó. Ở đây nè, em đẩy cái này lại. Để em đẩy thử cho anh em là cái nắp cái đó là của cái nhà sản xuất luôn. Đó thì bình thường người ta bán cho mình là như vậy. Đó khi em nhập nguyên kiện về là nó là như vậy. Đó nó rất là đẹp. Rồi ok gỡ ra đi. Đó còn ở đây thì nó chạy rất là êm luôn nha anh em. Đó anh em thấy không, nó chạy rất là êm. Rồi ok rút ra đi. Rồi. Dạ vâng, rồi sau khi mà đã test xong cái khả năng bơm oxy của máy trong nước á, thì những anh em nào mà mình có nhu cầu á, mình chọn máy thì cứ liên hệ trực tiếp qua em, qua số điện thoại trên màn hình hoặc qua Zalo em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như cái thông số cho máy cho anh em mình xem luôn. Thì cái máy này nè, cái công suất của nó chỉ có 35W thôi, tức là nó còn cái công suất còn thua một cái bóng đèn điện bình thường mình sử dụng, bóng U của nhà mình nữa. Đó nó rất là tiết kiệm điện. Đó nó sử dụng điện là điện zin thì là 100V, tức là điện 110 của mình á. Còn nếu như anh em nào mà mình muốn lên điện 220 thì ở đây em có lên sẵn cho mình luôn. Ví dụ như cái máy này điện zin 110V á, nó sử dụng điện 110 zin á thì giá của nó là 1,1 triệu, còn điện mà lên điện 220 á thì giá của nó là 1,2 triệu, mới 100% luôn nha anh em. Rồi, ok anh em, những anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Rồi những anh em nào mà mình mới xem kênh á thì bấm giúp em nút like và nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video cũng như những sản phẩm mới nhất ở bên em. Rồi em cảm ơn anh em đã xem và hẹn gặp lại các anh em trong mấy video sắp tới ạ.